Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy đã có buổi giám sát tại Đảng ủy xã Đông Yên về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương, việc thực hiện 10 chương trình của Thành ủy Hà Nội, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo buổi giám sát, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, học tập sâu rộng trong Đảng bộ, trong toàn hệ thống chính trị về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, thực hiện nghiêm quy định những điều cán bộ không được làm. Thời gian qua, Đảng ủy xã Đông Yên đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các chương trình của Thành ủy, quy định của Trung ương và các nghị quyết chương trình, đề án của huyện ủy với nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, đáp ứng tình hình, yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện chương trình 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy đã triển khai thực hiện đầy đủ 25 trên 25 nội dung cụ thể theo kế hoạch. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Gắn kết chặt chẽ với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng được đề cao. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính của Đông Yên đứng thứ 2 trên 21 xã thị trấn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Yên đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng và trong đó trọng tâm là quy định số 55 và quy định số 37 về việc nêu gương của người đứng đầu và những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy xã đã triển khai cho 433 trên 498 đảng viên ký cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã họp kỳ họp thứ 20. Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thực hiện kế hoạch số 82 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định 55 ngày 10 tháng 1 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Việc thực hiện 10 chương trình của Thành ủy, trọng tâm là chương trình 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 10 đảng ủy xã thị trấn và cá nhân các đồng chí là bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn. Thời gian thực hiện xong trong tháng 5 năm 2022. Thực hiện công văn số 358 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lĩnh vực y tế. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành quyết định kế hoạch giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc, việc kinh doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện và chi bộ Trung tâm Y tế huyện. Thời gian thực hiện xong trong tháng 5 năm 2022. Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành các quyết định giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với Đảng ủy các xã Yên Sơn, Tuyết Nghĩa, Đại Thành, Phú Mãn và cá nhân các đồng chí Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Giám sát việc lãnh đạo thực hiện quy chế làm việc của chi ủy chi bộ, công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên, giải quyết đơn thư, kê khai tài sản thu nhập cá nhân đối với chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện và cá nhân các đồng chí bí thư chi bộ. Sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả giám sát và các tài liệu kèm theo của các đoàn giám sát,
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy. Bên cạnh những ưu điểm, một số đơn vị được giám sát còn có tồn tại hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, chi bộ. Trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn để phát sinh vi phạm mới. Việc lưu trữ quản lý hồ sơ giải quyết đơn thư còn chưa khoa học chặt chẽ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu các đơn vị được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, chủ nhiệm Nguyễn Đức Phương đã ký. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với cử tri và nhân dân tổ dân phố Hoa Vôi. Đây là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến trực tiếp với người đứng đầu, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Trong không khí thẳng thắn cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã nêu lên các ý kiến kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương, những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, việc làm thu nhập, các chế độ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chính sách xã hội, công tác quản lý đất đai, khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng đất trên địa bàn, quan tâm đầu tư các khu vui chơi giải trí cho nhân dân, nâng cao vai trò hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và thái độ trách nhiệm ứng xử của cán bộ đảng viên công chức đối với nhân dân, các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội, vân vân. Và chúng tôi đề nghị như vậy thế này, nay mai là cái nhà văn hóa này sẽ mất đi thì nhân thể là xây dựng nhà văn hóa mới. Đề nghị chính quyền như vậy là quan tâm là xây dựng cho một cái quỹ đất ngoài cái việc làm nhà văn hóa rồi thì làm cho cái khu vui chơi của tổ dân phố. Bởi vì ngay như cái việc mà nhân dân là muốn như vậy là chơi bóng chuyền này, chơi các loại thể thao khác là không có chỗ chơi. Cái này là cũng để đẩy mạnh cái phong trào văn hóa văn nghệ của nhân dân lên. Mô hình của các xã này đất đai là thu hẹp, đấy, bộ máy thì cồng kềnh, hiệu quả là không cao. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trước đây tôi báo cáo với công có bài như thế này, hiện nay đất bỏ hoang là quá nhiều, diện tích bỏ hoang là quá nhiều. Thế nên là cái vận động nhân dân để công các bà để phát triển kinh tế, người xưa người ta nói phi nông thì bất ổn, vĩ thực thì vi tiên. Thế mà hiện nay là đất bỏ hoang là quá lãng phí. Thế nên là cái mô hình này đề nghị các đồng chí ủy ban nhân dân thị trấn ngoài sẽ nghiên cứu làm thế nào cái bộ máy này tinh gọn mà có hiệu quả cao. Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đã lắng nghe cầu thị, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo thị trấn, lãnh đạo các ban ngành của thị trấn làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại. Được nhân dân đồng tình thống nhất cao và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng đối với địa phương. Trả lời các ý kiến của nhân dân về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai nhấn mạnh. Đối với đại biểu ấy, đề xuất thì đối với sau khi xây dựng nhà văn hóa thì có khu vui chơi, thì cũng báo cáo đại biểu là đối với nhà văn hóa thì nó lại là theo quy định chung, kể cả các trụ sở hành chính rồi các nhà trường học nó lại nằm trong cái quy định chung, thì do vậy cái khuôn viên, cái công năng sử dụng thì phụ thuộc vào cái quy hoạch và thiết kế, thì do vậy và cái ý kiến của đại biểu ấy liên quan đến cái khu vui chơi ấy, thì cũng báo cáo đại biểu là đối với khu vui chơi không riêng gì đối với tổ dân phố Hoa Vôi đâu, đối với phố huyện, đối với Du Nghê, đối với tổ hiện nay là khu vui chơi tập trung, khu hoạt động thể thao cho các cháu thanh thiếu niên hiện nay là hết sức khó khăn. Thì đối với cái nội dung này thì đối với ủy ban nhân dân thị trấn thì chỗ lãnh đạo địa phương thị trấn đã đề kiến nghị đề xuất với huyện, cũng đề nghị với huyện là trong cái giai đoạn 2022-2025 sẽ bố trí có cái quỹ đất để làm khu vui chơi, hoạt động thể dục thể thao chung cho ba tổ dân phố về cái quản lý đất đai và chuyển đổi cái mô hình sản xuất và cái hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Xin báo cáo đại biểu dự nghị như này. Thứ nhất là đối với cái luật hợp tác xã năm 2012 xác định đối với cái mô hình hợp tác xã là nó gần hoạt động nó gần như thể là cái mô hình của cái doanh nghiệp.
nhưng nó không được bao cấp như ngày xưa. Do vậy là đối với cái ông hợp xã mà muốn tồn tại được ý, thì là ông phải chuyển, ông phải có đầu óc, phải có tầm nhìn. Thứ hai, ông phải hoạt động kinh doanh, ông phải kinh doanh nó có hiệu quả. Đấy, cái ông hoạt động làm sao có hiệu quả thì ông mới có tiền, ông mới có lương, ông chỉ được. Thì không như bao cấp như ngày xưa. Việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đại diện nhân dân là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy cấp ủy chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến trực tiếp với cấp ủy chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động, lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động từ thiện trong tháng nhân đạo năm nay, sáng nay Hội Chữ Thập Đỏ huyện tổ chức phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân mắc bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội cơ sở 3, địa chỉ tại thôn Yên Thái, xã Đông Yên. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ nhân đạo từ thiện của huyện hội. Tại bệnh viện, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ huyện cùng các tình nguyện viên đã trực tiếp trao 60 suất cơm, canh, sữa tươi cho các bệnh nhân. Khi được nhận những suất cơm từ thiện, các bệnh nhân bày tỏ lòng cảm ơn và cảm nhận được tình cảm chân thành cùng tình người ấm áp của Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã giúp đỡ họ trong lúc ốm đau bệnh tật. Những suất ăn, bữa cơm trao tặng là hoạt động ý nghĩa của Hội Chữ Thập Đỏ huyện thực hiện với mong muốn giúp các bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, có thêm động lực, tinh thần chống lại bệnh tật. Ốm đau, bệnh tật không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn làm kinh tế gia đình suy kiệt, vì phải tốn chi phí chữa bệnh. Điều này đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào khó khăn, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo. Chính vì vậy, những suất cơm nóng hổi không chỉ làm ấm lòng người bệnh, mà còn thắp lên niềm tin giúp họ tin yêu vào cuộc sống. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Đồng Quang giàu đẹp văn minh. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5, Hội cựu chiến binh xã Đồng Quang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. 90 đại biểu chính thức đại diện cho 736 hội viên Hội cựu chiến binh trong toàn xã về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, nội dung nổi bật là thường xuyên đề xuất giải pháp thiết thực với Đảng ủy, chính quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, hội duy trì 3 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng, giúp cho 158 hội viên vay, tạo điều kiện việc làm cho trên 300 hội viên. Trong 5 năm, hội đã giảm hộ nghèo xuống còn 0,7%, đến nay không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo từ 4% xuống còn 1%, đưa tỷ lệ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá và giàu lên trên 85%. Nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp được 70 hội viên mới, tỷ lệ kết nạp hội viên cựu chiến binh trong xã đạt 98,5%. Hàng năm có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,5% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 98% hội viên đạt gia đình văn hóa, hoạt động nghĩa tình đồng đội luôn được hội quan tâm thực hiện. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Quang nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.